kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast điểm tin nổi bật sáng mùng 4 tháng 4 năm 2023 trên báo Thanh hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng hôm nay với các tin chính như sau. Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế xã hội. Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tự hào chặng đường vẻ vàng, mốc son trá lọi. 58 năm, ngày hàm rồng chiến thắng, Ngành tổ chức xây dựng Đảng đánh giá công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Bắt giữ 7 đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn các xã ven biển. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023 tình hình triển khai nghị quyết số 01 của chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 và thời gian tới, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022. Thủ tướng nêu rõ: Thời gian qua, chúng ta đã rất nỗ lực để triển khai ba nhóm công việc lớn các vấn đề tồn động, kéo dài, cần nhiều thời gian để giải quyết như các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém. Các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều hơn, nặng nề hơn, với đòi hỏi ngày càng cao hơn khi quy mô nền kinh tế lớn hơn, dân số đông hơn, xử lý ứng phó với các vấn đề đột xuất bất ngờ. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan về kết quả hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận định tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện nỗ lực khắc phục hạn chế bất cập vượt qua các khó khăn, thách thức, tập trung toàn lực để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 388 ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân người lao động trong khu công nghiệp khu chế xuất nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường đáp ứng mọi nhu cầu của người dân đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Phần đầu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn, trong đó giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Kỷ niệm 58 năm ngày hàm rồng chiến thắng, mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 1965, mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 2023. Hôm nay, chúng ta vô cùng tự hào, xúc động cùng nhau nhắc nhớ một chặng đường vẻ vang, một mốc son trói lọi trong trang sử hào hùng của dân tộc. Năm vắt ngang dòng sông Mã Oai Hùng, 58 năm về trước, Cầu Hàm Rồng được đế quốc Mỹ xác định là điểm tắc lý tưởng, nên đã ra sức tổ chức các cuộc không kích bằng bom hạng nặng nhằm khóa chặt tuyến giao thông huyết mạch, cắt đứt sự trì viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 1965, đế quốc Mỹ huy động số lượng lớn máy bay phản lực và bom đạn hướng vào mục tiêu nhỏ hẹp là cầu Hàm Rồng. Song, với quyết tâm của quân dân Hàm Rồng và quân dân Thanh Hóa đã lần lượt đánh bại mọi mưu đồ đen tối của kẻ thù, lập được nhiều chiến công hiển hách khi bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Trước sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang nối đôi bờ sông Mã. Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen. Quân và dân Hàm Rồng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bài ca về hàm rồng hôm nay không chỉ được viết nên từ những huyền thoại trong mưa bom bão đạn. Hơn hết, đó là bài ca về sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân nơi đây trong hành trình xây dựng và phát triển. Hàm rồng hôm nay đang viết tiếp bài ca ngày mới với những dự án, những khu công nghiệp, những công trình kiến trúc mới đã và đang hiện hữu, tạo cho hàm rồng một sáng dấp mới với sự phát triển hiện đại, bền vững chuyển mình vươn lên cùng thành phố và cả tỉnh trong công cuộc đổi mới. Chiều mùng 3 tháng 4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát kết luận số 08 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Về nhiệm vụ quý 2, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác xây dựng đảng, trong đó tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kết luận số 21 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Sáng 3 tháng 4, đồng chí Lê Đức Giang, tỉnh ủy viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng vườn quốc gia Bến En giai đoạn 2021-2030 và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2022-2030. Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng vườn quốc gia Bến En giai đoạn 2021-2030 nhằm định hướng và xây dựng vườn quốc gia Bến En trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp, có sản phẩm du lịch đa dạng, mang đậm bản sắc. Đối với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và trồng dược liệu trong rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giai đoạn 2022-2030, khi đi và hoạt động, sẽ tạo ra nguồn thu bền vững cho cả vùng lõi và vùng đệm khu bảo tồn, trở thành khu du lịch hấp dẫn trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê đức giang yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng đề án đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các huyện như thanh như xuân bá thước quan hóa cũng như phương án bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia bến en và khu bảo tồn thiên nhiên pù luông phát triển các hoạt động du lịch sinh thái theo hướng bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học đồng thời phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương Đến nay các nhà mạng đã tiến hành khóa các thuê bao chưa khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong trường hợp này, người dân có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để chuẩn hóa thông tin thuê bao. Để chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai cách sau. Cách 1: chuẩn hóa thông tin qua website của nhà mạng. Khách hàng truy cập vào website tương ứng với nhà mạng mà mình sử dụng và nhập số thuê bao cần chuẩn hóa. Sau đó khách hàng sẽ nhận được mã OTP gửi về điện thoại để xác thực. Tiếp theo khách hàng tải lên ảnh giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung rõ nét. Cuối cùng, khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã nhập và ký xác nhận hợp đồng điện tử. Cách 2, chuẩn hóa thông tin tại các điểm giao dịch của nhà mạng. Khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân và số điện thoại cần chuẩn hóa đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc. Tại đây, nhân viên sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn hóa thông tin thuê bao. Sau khi chuẩn hóa thông tin thành công, khách hàng sẽ được mở lại liên lạc bình thường. Nếu không kịp thời chuẩn hóa thông tin, thuê bao di động sẽ bị khóa 2 chiều trong 15 ngày và bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ ngày bị khóa 2 chiều. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Mới đây, dưới sự chỉ đạo của giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, công an huyện Quảng Sương đã phá chuyên án chung 323L, huy động lực lượng bắt giữ 7 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Sương. Với lãi suất cắt cổ từ 3.000 đồng trên 1 triệu trên 1 ngày đến 15.000 đồng trên 1 triệu trên 1 ngày, tương đương trên 500% trên 1 năm. Chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng trong đường dây trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Sương như Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Hải, Tiên Trang, thị trấn Tân Phong vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Điều đáng lo ngại là hiện nay, loại tội phạm này không chỉ xuất hiện ở các địa bàn trung tâm, mà còn len lỏi đến từng ngõ ngách vùng nông thôn các xã ven biển. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Chúng thường lợi dụng mạng viễn thông, Internet, kinh doanh dịch vụ cầm đồ tạo vỏ bọc, đối phó với các cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thể chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Thời tiết diễn biến khó lường khi một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá quét qua địa bàn thôn Mỹ, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản cây cối hoa màu của nhân dân. Theo thông tin sơ bộ, cơn lốc xoáy khá mạnh kèm theo mưa đá đã quét qua địa bàn thôn Mỹ, làm tốc mái 30 căn nhà của người dân địa phương, nhà ở của giáo viên và bếp ăn của trường mầm non Yên Nhân, khu Mỹ. Cơn lốc cũng làm đứt đường dây điện trung thế với chiều dài hơn 1.000 mét, gây mất điện hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây keo bị bật gốc, gãy, đổ một số diện tích hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. Sau khi lốc xoáy xảy ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thường Xuân, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, điện lực huyện Thường Xuân và ủy ban nhân dân xã Yên Nhân tới kiểm tra thực tế tại hiện trường, nắm tình hình, thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại, đồng thời huy động các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân. Đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast Điểm tin nổi bật sáng mùng 4 tháng 4 năm 2023 của báo Thanh hóa điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại.